Chào mừng các bạn đến với kênh HV Channel. Hôm nay Hoàng Vũ Center sẽ thực hiện video hướng dẫn nâng cấp SSD cho Spyro của Microsoft. Thì Hoàng Vũ Center cũng giới thiệu thông qua các vấn đề về nâng cấp SSD của Spyro của Microsoft. Thì hiện tại một số phiên bản Spyro Euro 2 là chỉ sử dụng ổ cứng 64GB hoặc là RAW 3 sử dụng 128, thì chúng ta có thể nâng cấp lên là ổ cứng 256 cho việc là chứa lưu trữ một cách thoải mái hơn. Thì Hồng Vũ Center xin giới thiệu đến quy trình nâng cấp SSD này như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tháo rời chiếc Spyro ra. Thì ở các video trước thì Hồng Vũ Center đã thực hiện các video như tháo rời Spyro 3, Pro 2, Pro 4, v.v. thì các bạn có thể tham khảo các video đó. Ở video này thì Hồng Vũ Center chỉ quay phân khúc mà Hồng Vũ thay ổ cứng SSD, tức là nâng cấp SSD. Sau đó Hồng Vũ Center sẽ lắp lại và các bạn xem. Sau khi lắp lại thì chúng ta sẽ có một sản phẩm đã hoàn thành, tức là chúng ta đã nâng cấp SSD thành công cho các phiên bản Spyro của Microsoft. Hồng Vũ Center chúc các bạn xem video và có kiến thức cơ bản về quy trình nâng cấp ổ cứng SSD của Spyro của Microsoft. Chúc các bạn thành công.